Em Ngọc Huy Otoka xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em và để cập nhật những xe mới nhất từ em cũng như những xe tại Lâm Đồng. Anh chị có thể đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất và sớm nhất cũng như giá thành những xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng anh chị. Và trước mặt màn ảnh của anh chị ngày hôm nay thì em gửi đến anh chị một chiếc Morning. Đây là một phiên bản MT với động cơ hơn 1 chấm. Thông số kỹ thuật xe này thì rơi vào 1.25, 1.3 thôi anh chị. Biển 49 17664. Chiếc xe này thì sản xuất vào năm 2012. Đời cũng khá là cao. Hệ thống thì sử dụng ga điện đầy đủ. Đó. Và có thể nói là với giá thành cũng khá là tốt. Khá là tốt cho thời điểm hiện tại. Trong thời điểm hiện tại thưa anh chị, chiếc 49A17664 này với giá chào sân gửi đến anh chị 175 triệu. 175 triệu mình có thể chơi được một chiếc Morning 2012 phiên bản MT. Xe đang còn rất là đẹp và chất lượng xe đang còn rất là tốt. Vậy thì mình sẽ xem trong ngày hôm nay 175 triệu mình sẽ mua được gì cho chiếc xe này. Điều đầu tiên về phần cụm đèn thì cụm đèn chiếc xe này sử dụng bóng halogen rất là dễ nhìn. Và chiếc xe này nó rất là thích hợp cho những anh chị nào đi trong nội địa khu vực thành phố hay là đưa đón con đi học. Đúng không ạ? Thương hiệu Kia từ trước giờ thì rất là tin tưởng rồi. Đúng không ạ? Bên dưới này về phần cản thì chúng ta sẽ có thêm một cặp đèn sương mù nữa và một cái động cơ chỉ có hơn 1 chấm thôi. Cũng khá là ổn định, khá là tiết kiệm. Về thông số kỹ thuật của Morning thì trên phiên bản số tự động, trên phiên bản số tự động thì bên ngoài này em có một chiếc SI màu xanh 49A27885 này thì chút xíu nữa em sẽ quay chiếc phiên bản full option của dòng Morning này cho anh chị có thể tham khảo. Thì trên này là một cửa hàng mới em mới set up xong. Thì thông số của phiên bản số tự động nha anh chị nha, kết hợp sẽ là 6.4 lít, trong đô thị sẽ là 7.8 lít và ngoài đô thị chỉ có 5.5 lít thôi. Đó, 5.56 lít. Thì lúc nào nhà sản xuất đưa ra cũng dư giả một chút xíu cho người sử dụng, đúng không ạ? Và đây là một phiên bản đủ của Morning đây. Thì chút xíu nữa em sẽ quay chiếc xe màu xanh này lên. Màu thì có thể nói là rất là ưa nhìn rồi, rất thích hợp cho những chị em mà đưa đón con đi học mà chạy trong nội địa thành phố cơ. Đó. Vậy thì mình sẽ quay đến cái nhân vật chính của mình ngày hôm nay đây, 49A17664 2012 màu đỏ. Đúng không ạ? Mâm đúc cho 4 cái mâm bên dưới rất là dễ thương, xe nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đúng không ạ? Và thích hợp cụm đèn xi nhan trên gương chiếu hậu. LED đàng hoàng luôn anh chị. LED đàng hoàng luôn. Động cơ 1.25 rất là tiết kiệm. Đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này so phiên bản số tự động và phiên bản số sàn thì nó sẽ chênh lệch nhau chỉ đâu đó khoảng nửa lít đến 1 lít thôi. Đúng không ạ? Vậy thì nó thuộc dòng phân khúc xe xăng mà siêu tiết kiệm rồi. Đã thế là thuộc phân khúc hạng B. Đó. Đến từ thương hiệu Hàn Quốc Korea. Một màu đỏ, chỗ này sơn rinh, hơi chầy một chút xíu trên bệ bước lên xuống bên cửa tài. Option với xe này sử dụng ghế da rồi, được bọc da rồi, không còn nỉ nữa. Hộp số sàn 5 cấp. Đó. Vậy thì coi chúng ta sẽ có gì trong ngày hôm nay. Điều đầu tiên trên này chúng ta sẽ có một cái phím chỉnh 4 kính. Thì form dáng thì nó cũng nhỏ nhỏ giống Spark thôi. Một cái đồng hồ có tua máy, có công tơ mét. Ở giữa sẽ là đồng hồ nguyên liệu. Đúng không ạ? Còn cái này thì cái đồng hồ kim nước của em nó thì trên phiên bản này không có. Không có trên phiên bản này. Và chiếc xe được trang bị một màn hình LCD 7 inch trên này rồi. Khá là ok. Cục số chưa mòn, rất là chắc nè. Hộp số nè. Rất là ok luôn. Đó. Đó. Vậy thì trên cái phần mà trên cái đầu này thì chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth và hiển thị map trên cái đồng hồ cái bảng điều khiển trung tâm này luôn.
Đó. Thì em sẽ tạm thời tắt âm thanh đi và sẽ giới thiệu sơ về cái đầu này một chút xíu. Đang sử dụng đĩa DVD. Và bên trên này chúng ta sẽ có radio, đĩa USB, các kết nối Bluetooth. Và hơn một chút xíu nữa là phiên bản này đều có Navi, là thiết bị dẫn chỉ đường trên cái phần này. Và trên này chúng ta sẽ có một ổ cắm SIM map nha, đúng không ạ? Thì đây là phần cam chỉnh của cái phần đầu đây, AU các kiểu, nói chung là thích hợp đủ nha. Và phần tiếp theo là trên này, khi mà em đưa vào ổ số gear thì chiếc xe này cũng có cam gear đầy đủ các kiểu trên xe này rồi. Đó, đây cái cam gear có thể nói rất là rõ này, đúng không ạ? Và âm thanh thì chiếc xe này được trang bị bốn loa trên chiếc xe này đó, và cũng đầy đủ. Và order chiếc xe này thì mới chốt thì rất là cọp, mới có 75.000 thôi đó. Và đồng hồ thì chắc chắn với anh chị là không một lỗi kỹ thuật nhỏ nào trên chiếc xe này rồi đó. Hiện tại bây giờ là chỉ có báo mỗi là chưa thắt dây đai an toàn thôi. Còn về phần máy lạnh thì bây giờ em sẽ kéo luôn lốc lạnh luôn đây thưa anh chị, bật AC sử dụng gió trong, đừng kéo nắng tay luôn đó. Và hơn hết bên này chúng ta sẽ có một nâng cấp nè, đó cái này được gọi là hệ thống cân tăng giảm độ xa gần của đèn nha. Thì mình bật đèn lên và mình muốn nó thấp xuống thì mình sẽ ấn nó xuống, và mình muốn cao lên một chút xíu nó sẽ tự động điều chỉnh cao và thấp cho anh chị đó. Một cái option rất là dễ thương. Nói chung là về phân khúc hạng B thì ngồi lái trên chiếc Morning này rất là thoải mái. Và cái vô lăng thì có thể nói là không bị hú một chút xíu nè. Đây anh chị, không bị hú nha. Và tua máy, khi mà kéo máy lạnh sẽ rơi vào tua máy khoảng 1.000 vòng, 900 đến 1.000 vòng trên phút đó. Còn về phần kính bấm điện thì bây giờ mình sẽ test về phần kính bấm điện nha. Đây thưa anh chị, kính bấm điện rất là mượt đó, cho hai bên và lên cũng rất là đồng, đúng không ạ? Hai kính trước khá là hợp lý. Và bên kia em còn một dàn CD Bentley cũng như một chiếc xe cổ em đang dựng góc nhà kia. Cũng nói chung là cái xe đằng bên đó thì nó hơn tuổi em, nhưng mà nếu có điều kiện rảnh rảnh hơn chút xíu em sẽ quay cho anh chị để anh chị tham khảo. Và mức giá của cái xe đó khi em mua về cũng tê, và nếu anh chị nào thích chia lại em có thể em chia lại xe đó đó. Nhưng mà cái dòng đó thì bây giờ chỉ để đóng phim thôi nha anh chị nha. Chạy thì lâu lâu đi uống cà phê cũng được, nhưng mà để chơi cái xe đó thì nó cũng hơi xa xỉ một xíu, hơn 200 cho cái xe bên này. Mấy xe này đời cao hơn, chỉ có 175 triệu thôi. Về phần cụm đèn ổn. Về tình trạng máy nổ, anh chị có thể thấy nè, rất là êm, rất là êm nha. Tổng quan về phần nắp capo thì anh chị có thể thấy là những đường vân trên capo này, đúng không ạ? Đường vân dập là còn nguyên. Và toàn bộ những chiếc xe em bán trước giờ đều cam kết cho anh chị là không cấn đụng, không tai nạn, và đặc biệt không lỗi điện, ngập nước hay thủy kích. Về phần trụ A, góc trụ A đây thưa anh chị, từ góc trụ A nha, nguyên trụ A đây đó, đúng không ạ? Nối đến cái trụ C đây nha đó, từ phần trụ C mà mình nhìn về trước này rất là ok nha. Còn phần trần là rất là căng rồi, đúng không ạ? Rất là căng rồi. Bây giờ mình sẽ coi về phần ổ khóa cũng như là đóng cửa. Đó. Đóng cửa rất là ok, rất là ổn, rất là nhẹ nhàng luôn, đúng không ạ? Keo chỉ thì những chiếc xe phân khúc gia đình thì keo chỉ là chắc chắn sẽ còn nguyên chiếc cho anh chị rồi, đúng không ạ? Keo chỉ sẽ còn nguyên. Bệ bước lên xuống hơi trời một chút xíu, nhưng mà cái lỗ này thì chấp nhận được, đúng không ạ? Tem còn, hệ thống khóa còn 7 màu. Đây thưa anh chị, khóa còn 7 màu, chưa lắc lê, cửa sau chưa rớt. Và cái phần trụ B rất là ổn luôn cho những cái đường vân dập trên trụ B này.
Đúng không ạ? Phần trụ B khi mà mình ngó về đây, đằng sau đây, sau ghế lái, đúng không ạ? Đường sóng cho đến phần trụ C. Đó. Và mình xuống phần bát khóa của cửa sau. Rất là ổn định, đúng không ạ? Đằng sau này thì chúng ta sẽ có phím bấm kính và một loa ở bên mỗi cánh cửa. Đó, và bên dưới này được dán một chút xíu này được gọi là vân giả carbon trên này rồi. Còn về phần keo chỉ thì đây, keo chỉ thì em đã nói rồi, toàn bộ chiếc xe sẽ cam kết cho anh chị phần từng phần keo chỉ không mất nha. Và đóng cửa nhẹ nhàng cực kỳ nha, nhẹ nhàng đúng không ạ? Cốt lồng da cũng như là dàn amo đây anh chị, đây dàn amo của em nói đây, và cốt kéo là còn y nguyên. Mâm thì sử dụng sơn tĩnh điện và mạ chrome ở bên trong này, và cái dàn mâm có thể nói là rất là dễ thương nha. Nói chung là cái mâm Kia nhiều chiếc có thể nói là nó xinh, nó xinh xắn, nó dễ thương lắm. Về phần gầm thì bây giờ em sẽ quay luôn về phần gầm ở bên bên tài nó lên cho anh chị. Đây cho anh chị về phần gầm đây. Đó. Nước máy lạnh đang nhỏ này. Còn gầm những xe này thì không mục được rồi, đúng không ạ? Đây. Bạn biết là đẹp, giá thành thì rẻ. Cục đèn lái đằng sau. Đây anh chị. Đó. Và phần cốp và trang bị một camera lùi xe trên này rồi. Đó, và một cam dưới này nữa. Xe được có hai cam luôn. Đó. Còn về phần cốp thì đây anh chị. Chỉ cốp là còn nguyên nè. Đó, keo chỉ cốp là còn nguyên. Đó, anh chị thấy em. Keo chỉ còn nguyên, cửa nẻo là chưa có rớt. Màu rất là tươi. Đúng không ạ? Và những bon hàng tĩnh điện ở trụ cuối nè. Đó, là còn nguyên luôn nha. Đèn rinh. Này thì cái phần mà những chiếc xe ở trên này mới set up về thì nó hơi dơ một chút xíu, nhưng mà khi anh chị nào coi và chốt thì em có thể là em sẽ rửa thêm, rửa sạch sẽ nó ra cho anh chị. Đó, để mình về mình chỉ việc sử dụng thôi. Còn nếu mà chất lượng xe trước giờ em bán thì đa phần anh chị về chỉ cần thay nhớt, đúng không ạ? Thay nhớt, thay lượt nhớt là chạy thôi. Còn dưới này thì nó sẽ có một cái miếng lót và vỏ sơ cua, và đồ nghề sẽ nằm bên dưới này. Đồ nghề đầy đủ, vỏ sơ cua lăn rồi. Đó, gai đang còn 60%. Và cốt kéo trong này là rinh, rinh hết. Đó, sơn có chút xíu trầy từ năm 22 tới giờ, nhưng mà cái vỏ sơ cua thì vẫn là vỏ sơ cua theo xe nha. Vẫn là vỏ theo xe đồng hoàng. Có nhiều anh chị hỏi em là sao hôm vừa rồi những cái xe mà trước giờ em bán á đều dọn sạch sẽ. Đó, anh chị khó coi. Nhưng mà nếu mà bây giờ để kinh doanh những cái xe mà phân khúc hạng B và hạng C thì anh chị nào chốt xe thì em sẽ dọn sạch lại cho anh chị. Đó, tinh thần nó sẽ là như thế. Tại vì những chiếc xe như thế này thì để nói chung là về thì em chỉ rửa sơ bên ngoài thôi. Còn nếu như mà anh chị cần thì em sẽ làm cho nó sạch sẽ hơn một chút xíu nữa. Tại vì có nhiều anh chị kêu em là xe để nó cái chất gia đình về để cho anh chị lên chị thử coi. Coi một chút xíu rồi ví dụ như mà có chốt thì em rửa cho anh chị. Đó. Vậy thì đây, về phần máy của chiếc xe này đây. Đó, máy Morning. Và phần dàn cục đèn. Đây dàn trước đây. Rất là pin nhá. Đúng không ạ? Rất là pin. Ok, về phần máy nè. Hộp số khô ráo nè. Đúng không ạ? Số siết là khô ráo. Máy mặt cọp là chưa mở nè. Đây phần mặt cọp đây. Và máy chạy rất là ổn định, lốc lạnh nó sẽ nằm đây nha anh chị nha. Đó. Và DMO nằm ở đó. Và đường dây máy, đường dây nước lạnh thì nó sẽ nhỏ xuống dưới đó. Rất là ok.
Và phần vân cabo thì anh chị có thể thấy là chỉ trên cabo là còn nguyên nè. Đó. Chỉ trên cabo là còn nguyên cho anh chị nha. Không ạ, rất là ổn định nha. Và giá thành thì có thể nói là Morning 2012 phiên bản 1T với giá thành như thế này. Và phần hồ sơ, em bao hồ sơ anh chị thì có thể nói là giá thành có thể nói là rất là mềm rồi, đúng không ạ? Quan trọng là mình sẽ mua một chiếc xe ổn định, đúng không ạ? Và form dáng của em nó 2012 rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Rất là dễ nhìn. Bốn mâm bên dưới rất là đẹp. Đằng trước sử dụng thắng đế và đằng sau chúng ta sẽ sử dụng thắng đùm nha anh chị nha. Đó. Và toàn bộ phần gầm là không có bị mục mọt hay là tình trạng xe là chỉ còn nguyên, chỉ keo còn nguyên, không bị cấn đụng. Đó, về phần cục đèn cũng như xi nhan thì bây giờ em sẽ bật phần đèn lên cho anh chị. Đó, và phần đèn cũng như là phần xi nhan lên cho anh chị có thể tham khảo. Đó. Phần xi nhan LED được thích hợp trên này, rất là dễ thương. Đó, và bên trên này nữa. Còn về phần cục đèn thì từ đèn trên cho đến phần đèn cản thì có thể nói là rất là sáng rồi. Đó. Và xe thì tình trạng đang nổ máy mà mình đứng bên cạnh thì cũng không nghe thì tiếng máy, thì có thể nói là nó khá là ổn định, đúng không ạ? Khá là ổn định luôn. Đôi dễ nhìn, ưa nhìn của Morning rồi. Và nếu anh chị nào thích chiếc xe này có thể gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe trực tiếp hoặc là có thể chốt trực tiếp qua số điện thoại trên luôn. Đó. Và mọi chi tiết của chiếc xe này em sẽ chuyển qua Zalo cho anh chị nào có nhu cầu sử dụng xe phân khúc hạng B như Morning hay là chiếc Spark trước em đã quay cho anh chị tham khảo, và chuẩn bị lên sóng thêm chiếc Morning SE nữa. Và từ giờ đến tầm khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì có thể nói em sẽ quay hết dàn xe này cho anh chị trên khắp mọi miền được tham khảo. Đó. Và để cập nhật những xe mới nhất từ em, anh chị có thể đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất và cũng như là giá xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại salon thị trường ô tô Lâm Đồng, kính chúc anh chị trên khắp mọi miền có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ em. Và chúc anh chị gặp thật nhiều thành công. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.